Chào các bác nha, hôm nay mới đem về được con 4508 DI nha các bác. Máy rất là đẹp luôn nha. Cục vỏ trước của nó nha các bác, gai còn khá là cao luôn nha. Vỏ sau 4508 DI nha các bác, vừa mới cập bến luôn. Đầu đèn của nó nha các bác, mặt đèn đầu rất là đẹp luôn nha. Này, chỉ của ta mà còn mới chát luôn nè nha các bác. Máy quá đẹp luôn. Này, về trên nha. Quá mới luôn các bác ơi. Cái bàn gác giò của nó nha các bác, cái sàn gác giò rất đẹp luôn nha. Về đó này nha các bác, đi dầm con máy cho các bác coi nha. Máy rất là đẹp luôn nha các bác, ở giữa mùi lên cho các bác rồi. Máy quá đẹp luôn các bác ơi, 4508 DI. Máy rất đẹp luôn nha các bác. Này, đèn sau của nó nha các bác, đèn nhan. Lên đợi máy cho các bác coi nha. Thank you.
số chữ quán rồi nha. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, tết máy cho các bác coi nha. Bây giờ lại đây. Khá là êm luôn nha các bác. Lên bên đi. Bên lên khá là nhanh luôn nha các bác.